Rồi, ghế đây. Xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình. Nói thật là lớn, thật rõ cho người đối diện có thể nghe rõ được qua cánh cửa trái tim này nha. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào mọi người và chào bạn gái bên kia. Mình tên là Ngô Đức Minh, sinh năm 1982, quê quán ở Lâm Đồng. Hiện giờ thì đang làm tài xế ở Bình Thạnh. Chở hàng hay chở người? Tài xế tải vậy. Dạ, mình có đi công tác xa không hay là mình làm giờ hành chánh hay là đi tỉnh? Dạ làm giờ hành chánh ạ. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ làm? Dạ không, làm hết. Làm suốt luôn? Sau 4 giờ nghỉ. Sau 4 giờ là được nghỉ, vẫn có những thời gian buổi tối để đi chơi ha. Em quê ở đâu? Em Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quê Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Rồi ở ngoài quê mình còn ai ngoài quê? Ngoài quê có bố mẹ với một em trai nữa. Bố mẹ với em trai. Dạ. Ở ngoài quê luôn. Mình vào thành phố già được bao lâu rồi? Trước đây em cũng đi trong quân đội 9 năm ở dưới đây. Ồ. Sau đó mới về quê. Duyên số sao đẩy vô tài xế xuống đây làm. Là trước đây có đi bộ đội? Đi sĩ quan 9 năm. 9 năm? Dạ. Wow. Rồi, tới phiên em gái. Em nghe rõ thông tin của bạn trai rồi ha. Đã từng đi bộ đội, sĩ quan tới 9 năm. Bây giờ về thì làm lái xe cho công ty đang ở Bình Thạnh. Em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Cũng như chào bạn trai phía bên kia. Em đây là Kia. Em sinh năm 84. Hiện tại đang làm nhân viên cũng kiểu dạng văn phòng thôi chị ạ. Quê mình ở đâu cương? Em ở Hà Nội ạ. Công ty cử thì là em vào đây công tác. Cũng chắc là cũng dài hạn ạ. Vào đây được bao lâu rồi? Em ở đây chắc là khoảng tầm được hơn 4 tháng rưỡi. Gì? Mới vô có 4 tháng rưỡi à hả? Dạ. Thế mình thấy cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh này như thế nào? Em thực ra là hồi xưa em cũng có vào trong này làm, ở trong này cũng được gần 2 năm. Và em rất là thích ở trong này, không khí ở trong này nó phù hợp với em hơn. Thế em gốc người ở đâu? Mà em đang ở Bảo Lộc hả? Ở Lâm Đồng. Quê Lâm Đồng. Gốc bố thì ở Hà Nội, mẹ ở Đà Nẵng, sinh ra trong Lâm Đồng. Nhưng mà gốc là cũng có gốc ở ngoài Bắc luôn. Dạ. Hai người cho thấy cũng có một số nét tương đồng ha. Tuổi là cũng cùng thế hệ 8X ha. Người 82, người 84, thấy mọi thứ cũng hợp rồi đó. Bây giờ mình đi sâu vô một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cái gì cũng có thể làm được. Còn điểm yếu là mắc bệnh lười. Điểm mạnh cái gì cũng làm được. Và điểm yếu mắc bệnh lười, có nghĩa là lười không có làm gì hết. Thế kia thì em có thể làm thường xuyên được. Nhưng mà vấn đề là nó không thích là không đâu. Làm đâu ạ. Thế là đó giờ có thích cái gì chưa? Em thích nhiều thứ lắm chị ạ. Mà những cái em thích thì em có làm tới nơi tới chốn không? Ví dụ như em rất thích ăn nên hôm nay em ăn tới nơi tới chốn luôn chị. Rồi, còn điểm mạnh điểm yếu nào nữa không? Em nói chung là cũng khá là tự tin trong mọi thứ. Công việc thì em không nề hà bất cứ thứ gì. Chỉ có điểm yếu là khi mà em đang làm việc mà ai mà làm em phân tâm, tâm mất tập trung ấy, là em hay nóng tính. Em rất là nóng tính. Nóng tính. Ừ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Biết cũng biết nấu ăn. Trước ở nhà là phụ bố mẹ dọn dẹp, là lúc rảnh rỗi là phụ. Cũng lập trường tư tưởng vững vàng. Còn điểm yếu em mà cũng nhút nhát lắm, cũng rụt rè, e ngại lắm, ít tiếp xúc. Về tình duyên của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em do em lấy vợ đạo Chúa cho nên em mới xin ra khỏi quân đội để về lấy vợ, thì cũng 2 năm sau là cũng chia tay. Nhưng mà lý do chia tay là gì á? Rồi bây giờ đó, cổ hỏi kìa, lý do chia tay là gì? Thực sự là lúc đó cũng chưa có đủ cái độ chín chắn lắm. Do hai người cùng tuổi nữa, em với vợ em là bạn học luôn. Hồi mới đầu thì không có cãi gì nữa. Lúc đám cưới là bao nhiêu tuổi? Dạ năm 2009 á. 2009 là 10 năm trước. 10 năm. Lúc đó rồi. Giống như là vẫn còn cảm thấy cái tính mình hay với cái tính người đó cũng như ai đụng chuyện cái là ngang là cãi. Thứ hai là do cũng đạo giáo, mới đầu thì em nghĩ là nó đơn giản quá. Em nghĩ là thôi đạo không quan trọng. Nhưng mà lúc sau có một đứa con, em có một đứa con. Là lúc sau nó 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết. Từ cái chuyện nhỏ hồi nó cứ nối lớn lên là cuối cùng tan vỡ. Rồi bây giờ con gái ở đâu? Dạ ở với bên mẹ. Con gái năm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi là giờ con gái cũng ở bên mẹ, đương nhiên là theo đạo của bên mẹ luôn. Dạ đúng rồi, theo luôn. Thế em đạo gì? Em bên lương, không theo tôi, con giả, không theo đạo. Đạo lương thôi, phải đạo tiền phải không? Rồi vậy. Em chia tay năm nào? 2011. 2011 thì đến nay là cũng 7 năm. Thế trong 7 năm qua thì mình có trải qua thêm mối tình nào nữa không? Sơ nhưng mà cũng không có yêu. Lý do? Chán với cũng cảm giác nó sợ cảm giác chia tay đó. Chia tay xong cũng buồn một thời gian. Thì thôi giờ cũng già, sắp già hết đến nơi thôi. Bây giờ chương trình đi kiếm giùm không biết được hay không. Em đã sẵn sàng đón tiếp một cái tình duyên mới chưa? Sẵn sàng để xây dựng một cái gia đình mới hay chưa? Dạ, bây giờ thì em đã sẵn sàng cần một gia đình. Ba mẹ gia đình có ủng hộ hay là có đưa ra ý kiến gì cho em không? Bố mẹ vẫn kêu là thôi giờ lớn rồi, lấy vợ với còn cháu chát nữa. Chứ giờ bố mẹ cũng già mà chẳng có cháu. Con của em bên trước thì từ đó đến giờ là không về nhà luôn.
Rồi thôi mình cứ tạm nghe câu chuyện bạn ấy đến đây thì chuyện buồn cũng không nên khai thác nhiều. Thế còn em? Em trải qua nhiều mối tình lắm chị ạ. Nhiều, nói lớn lên, nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không, nhiều ngại lắm chị. Gì đâu ngại? Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều chị khoe lên báo không? Khoe nhiều quá người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Lăng nhăng, bây giờ em nghĩ đi, em 30 mấy tuổi rồi, đó, đúng không? Giờ em yêu năm 18 tuổi, vậy là luật pháp cho... Dạ không ạ, em 22 tuổi mới yêu cơ. À 22 mà bữa nay em 30 mấy, 10 mấy năm. Em chưa lấy chồng thì em phải trải qua những mối tình chứ. Bao nhiêu mối nói thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu ba đấy ạ. Đầu là ba, còn đầu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng vỗ tay, chứ hôm nay tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Trời ơi, chị phải nhiều hơn chứ, đầu chị chắc phải 5-6 chứ. Nhưng mà những mối tình nào mà em khắc cốt ghi tâm nhất á? Chắc mối tình đầu ạ. Mối tình đầu? Dạ. Thế cái mối tình đầu nó như thế nào mà khắc cốt ghi tâm? Quen được bao lâu? Được gần 2 năm ạ. 2 năm? Có ý định tiến tới hôn nhân không? Có chị ạ. Rồi sao? Tại sao gãy đổ? Nhưng mà anh ấy là đi du học ở bên Pháp, sau đó là bị tai nạn ở bên đấy và không còn nữa. Thì đối với em lúc đầu nó có thể là buồn, nhưng mà em chỉ buồn trong khoảng độ chắc cũng được 6 năm. Nhưng 6 năm? Dạ. Em là lúc đấy là sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ạ. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Nhưng mà sau đó thì có một người đàn anh đi qua cũng kiểu cũng có ý định với em. Anh ấy không thuyết phục được đến khi anh ấy bảo thôi anh phải đi sang Nhật. Thì bây giờ anh chỉ chúc em rằng là em hãy mở lòng cho mọi người. Vì nếu như em không mở lòng thì sẽ chắc chắn sẽ có một người đối lập với giới tính của em ấy cũng sẽ bị kiểu cô độc. Vì em sống cô độc, bởi vì trời sinh ra là đã không bao giờ người ta cũng là có một đôi một cặp. Rồi từ đó bắt đầu mới là... Thì lúc đó em mới bắt đầu mở lòng ra. Và mỗi lần mở lòng ra thì mọi là một trải nghiệm mới ấy. Lý do tại sao em mở lòng nhiều như vậy? Tại em ham vui thôi ạ. Ham vui? Dạ. Tại vì cái chủ trương sống của em thì sau khi mà em làm việc nhiều á thì em cũng nhập viện. Và em điều trị bệnh viện xong thì em cảm thấy rằng là cuộc sống kiếm tiền nó cũng chỉ là để mình thỏa mãn cái thú vui của mình thôi. Thú vui là thú vui gì? Ví dụ như em rất thích đi du lịch này. Em rất thích, nếu như em đi vào một cửa tiệm nào đó em có thể bỏ tiền ra em mua một cái gì đó ấy. Thì bao giờ em cũng phải có tiền sẵn. Em phải làm việc nhiều thì em mới có tiền. Chắc là cái thú vui của em là thú vui tiêu tiền. Thế còn đến với những mối tình thì em đặt kỳ vọng gì trong những cái tình yêu đó? Em cũng mong muốn là có thể đi đến xa hơn. Thì có thể có độ hòa hợp khi mà mình đến với nhau rồi mình sống với nhau. Thế bình quân cái tuổi thọ của một mối tình của em là kéo dài trong bao lâu? Các cái mối tình về sau thì bình quân chung kỳ chắc khoảng tầm 6 tháng chị ạ. Em thua chị rồi, chị là có mừng mưỡng tới 2 năm lận. Khi mình đến với một mối tình mình vẫn là nghiêm túc, mình muốn tính đúng chuyện rồi lâu dài. Vâng. Chứ không phải là vậy chứ em chứ có em nghĩ em là chơi người vui vơ, nhưng vui mà chơi bờ em vui. Nghĩ em có phải là người chung thủy không? Chung thủy thì cái mà để nói về chung thủy nó rất là khó chị ạ. Chung tình? Chung tình cũng khó lắm chị, bây giờ gần như là không có bao giờ có cái trường tồn vĩnh cửu. Có nghĩa là thí dụ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc là yêu đương, nhưng nếu em gặp một cái đối tượng khác em cảm thấy nó có thể phù hợp hơn, hoặc là cảm thấy trái tim mình rung động khi gặp đối tượng đó, thì em vẫn sẵn sàng tìm hiểu cái đối tượng mới. Không ạ, em là có một cái cam kết ấy. Cam kết như thế nào? Tức là khi mà em đã đồng ý xác định rồi á, bạn là người yêu của tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ có coi bạn là người yêu thôi. Có bất kể một trai đẹp hay là một trai to hoàn toàn tốt hơn đi chăng nữa, với em nó cũng chỉ là bạn thôi ạ. Có nghĩa là khi kết thúc một mối quan hệ này rồi thì mình mới đến một cái mối quan hệ đã khác. Vâng. Như vậy em cũng là một người chung tình rồi. Sao em lại nói khái niệm nó không khó? Nhưng mà cái tình của em thì nó lại trôi nổi nhanh lắm chị ạ. Ví dụ như em chia tay xong cái một tháng sau em mà gặp một người khác là vui vui ấy, là em cũng theo à? Chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình đã kết thúc mối quan hệ cũ rồi, mình cũng là một người dễ rung động. Tạm thời hiểu như vậy nha. Bạn nam suy nghĩ như thế nào với cái tình trường khá là phong phú của bạn nữ? Em thì thấy bình thường lắm. Đối với em cái chuyện đó nó không quan trọng. Vấn đề là sau này nếu mà quen nhau, đến với nhau thì cái gì nó phải rõ ràng. Đó, cái gì nó qua là qua, quá khứ là bỏ qua, không có sống với quá khứ. Em là vậy, chỉ đơn giản. Nhưng mà cổ quan nhiều quá vậy mình có ngại không? Dạ không chị. Bạn có đem hình ảnh gì theo không cho chị coi coi? Wow, hình ngày xưa này ha. Wow, đẹp trai dữ. Gửi tặng em 2 tấm hình của ảnh này để em nhìn đi. Có anh chàng bộ đội trong đó đó. Trong 4 cô gái này là có cổ ở chậm luôn đó. Nhận tìm ra ai chưa ạ? Mình có cảm giác ai là cô ấy chưa ạ? Khó quá. Khó mới đố chứ, dễ đố làm gì. Vậy thì em đoán cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Em hãy gợi ý cho cổ một chi tiết để cổ nhận ra em. Nếu mà 2 tấm hình đó mà nhìn kỹ thì biết ngay. Nhìn kỹ biết ngay, không cần gợi ý luôn. Em cũng đoán đoán. Đâu? Đây và đây. Rồi hay quá ha. Hai người này đúng là tuổi đời nhiều cái là nó có khác. Rồi xin mời các bạn hãy xem kết quả dự đoán của mình. Hãy nhìn vào cửa trái tim và cánh cửa sẽ được mở ra. 1, 2, 3. Dạ em cảm ơn anh ạ.
chị có tuổi nè, chị cũng gà hóa cốt, mắt gì cũng mờ, nhưng mà trai đẹp chị vẫn thấy. Thôi bây giờ quà gì vậy cho chị Tường xem với. Không biết quà gì. Cái gì đấy? Cái này là đặc sản ở Hà Nội ạ. Ồ, đố em biết cái gì? Em chịu. Trời ơi, cốm đúng không? Dạ vâng, đúng. Trời ơi, các Tường ta dân Nam ta nhìn ta biết cốm nữa. Rồi bây giờ, cảm xúc đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau là như thế nào? Bạn gái dễ hơn. Em cảm ơn. Còn em? Khó nói quá chị. Nữa cái gì bà cũng khó nói hết trơn. Quen ba mấy mối tình mà cái gì. Thói quen của em thường xuyên là bao giờ cũng phải gặp ít nhất là 3 lần á thì em mới bắt đầu có một cái cân nhận xét chung. À. Còn nếu không đối với em thì mọi người gặp giống như lần đầu cũng như là nhiều vị khách hàng của em ạ. À, hôm nay mình đến đây là xác định để tìm người yêu. Mình nhìn cái người đối phương với cái tư cách là đây có thể nào là một người yêu của mình hay không. Mà chị là nhìn lần đầu tiên là biết được hay không này. Em không chơi. Thì đó, vậy là em với chị hai trường phái, hai chị em mình khác nhau. Tường sẽ ra ngoài để mời hai bạn ở đây có những giây phút trò chuyện riêng với nhau. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại. Và trước khi đi ra ngoài, chị Tường không quên mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Dim Sum. Trời ơi, trình bày mọi người thấy không, Tường quảng cáo đâu có sai đâu. Nhà hàng trình bày rất là đẹp mắt luôn thưa quý vị, với nhiều món ăn nhỏ nhỏ góp lại trong một cái dĩa ha. Đây là món chân vịt sốt bào ngư nè, cua cuộn rong biển nè, tàu hủ kia tôm chiên nè, bánh bao xá xíu hấp nè và cải Hồng Kông dầu hào. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng và nhớ phải là quan trọng là trò chuyện với nhau nữa nha. Dạ, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mà, em cảm ơn ạ. Dạ, mời em dùng ạ. Dạ, em mời anh. Ủa em ở Hà Nội, em ở đâu? Em ở quận Hoàng Mai ạ. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng mà em rất là mù đường ở Hà Nội. Giờ đi đâu em cũng phải mang bản đồ theo á. Bây giờ có thêm Google Maps thì em mới dùng Google Maps ấy. Và trong Hồ Chí Minh này em cũng bị là đi vòng vòng nhiều lần rồi. Bây giờ em ở quận mấy? Ở Sài Gòn ạ? Em ở quận 6 ạ. Còn anh ở quận mấy ạ? Ở Bình Thạnh. Được, trước công ty em giao hàng ở bên đó. Đi mất hơn tiếng đồng hồ. Sao rồi sao ạ? Em còn bị đi lạc cơ. Còn mà anh làm về công ty giao vận chuyển ạ? Công ty anh là chuyên về lẩu gà ớt hiểm 109 đó. Không, hình như em ăn rồi á. Em thấy ăn cũng rất, ngon á. Rất nhiều chi nhánh. Em là có tâm hồn ăn uống cực kỳ cao luôn ấy. Nên là cứ nhìn thấy đồ ăn thì là sáng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Nên mục tiêu mẫu của em hầu như là tìm bạn trai cũng như là bạn đời là phải biết nấu ăn. Vì em cũng rất là lười nấu ăn. À, cái đó thì anh thì được cái là nấu ăn, thích nấu ăn, thích mình chế biến thôi. Còn em biết nhậu không? Dạ, em cũng biết một chút. Tại vì anh lâu lâu buồn cũng hay đi nhậu. Anh có hay nhậu một mình không? Không, không say. Nhậu phải có hai ba người. Nhậu một mình mà say ạ? Uống ba chai là say. Anh biết nấu nhiều món không? Chung anh có lên mạng học không ạ? Ừ. Mấy bạn ngồi cũng trước cũng chỉ mấy món. Mà anh thì cũng có một đời vợ rồi. Có một người con, nó cũng khó đúng không? Không biết em suy nghĩ thế nào. Có người sẽ nghĩ là mắc mới như mình phải đi quen một người có vợ đó. Cái mà anh rất tự ti cái đó từ xưa đến giờ nó cũng không dám quen nữa. Thật ra bạn em cũng có rất nhiều người bạn cũng một đời vợ rồi. Thì em thấy rằng là điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là bản thân là có bước qua được cái tự ti đấy không thôi. Còn với em thì thời gian nếu mà anh mà có con mà nuôi con thì càng tốt đối với em luôn á. Vậy hả? Tại vì thời gian bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Và em cũng xác định rằng là nếu mà không á thì là em còn nhận con nuôi cơ. Vì em cũng không có dự định là sinh em bé. Nói chung là cái sức khỏe của em nó cũng không phải là dạng tốt. Nên năm sau em sẽ có rất là nhiều bệnh. Mà bệnh đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không nên. Em cũng hy vọng là có thể chương trình biết đâu đó tìm cho em một người bạn trai mà có con rồi thì càng tốt ạ. Thực ra em rất thích trẻ con. Chỉ có điều là không thích sinh lắm. Tại vì anh cũng lớn, trong ở nhà thì bố mẹ cũng kêu là cũng ráng cưới vợ rồi kiếm cháu. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi. Nếu như mà tình yêu đủ nhiều thì cũng có thể. Em sẽ suy nghĩ đến vấn đề là mình sẽ sinh thêm em bé. Chỉ có điều là bây giờ ấy, để mà nuôi một đứa trẻ thì mình phải xác định rất nhiều tư tưởng. Và đặc biệt là với cái độ tuổi mình quá lớn rồi ấy. Em nói thật là bây giờ tuổi của anh và em mình cũng lớn rồi. Mà chăm một đứa trẻ nó cũng rất là cần rất là nhiều. Anh có đảm bảo rằng là anh sẽ chăm sóc chu toàn được trong vòng từ khi nó sinh ra cho đến khi nó 18 tuổi hay không? Con mình mà, con mình thì buộc mình phải làm mọi thứ để mà phải nuôi cho con của mình. Chứ cái đó không thể mà không làm được. Phụ nữ nào người ta cũng thích có con mà sao em không thích? Tại vì thực ra là từ khi em còn bé, nuôi em rất vất vả. Ông phải kiếm rất nhiều tiền. Mà hầu như là em ở trong bệnh viện nhiều hơn. Về sau em lớn lên ấy, thì em biết rằng là bản thân mình cũng có rất nhiều bệnh. Các bệnh mặt vặt nó cứ như kiểu là lai lát đấy chị. Mà quan trọng là khi mà em trưởng thành hoặc là bây giờ thì em có đi khám bệnh định kỳ không? Mà bác sĩ có chỉ định hay có nói rằng là em không sinh em bé được hay không? À không, tức là do tự em nghĩ ra như vậy thôi. Thực ra là em bị mắc bệnh lo xa nên năm ra là em cũng hay... Nhưng mà em có đi khám sức khỏe định kỳ không? Em có chứ chị. Sức khỏe em như thế nào?
Nói chung là đến hiện tại, thời điểm hiện tại là rất là tạm ổn. Đó là tại vì mình lo lắng quá thôi. Rồi vì quay lại cái việc con cái thì suy nghĩ của em như thế nào về cái vấn đề đó? Con cái thì đối với em thì con nào cũng là con mà. Kể cả con nuôi mình vẫn luôn có thể nhận con nuôi được mà. Mình nuôi nó bằng cái tâm mình muốn. Thực ra là bố em hồi xưa cũng đi dị vợ. Cái cảnh mà gà trống nuôi con ý, thì em rất là thương bố em. Khi mà mẹ hai em đến với bố em ý, mẹ hai của em cũng phải thuyết phục bố em rất nhiều. Thì ông mới bắt đầu mở lòng hơn và ông mới cưới mẹ hai em. Thì mẹ hai em nuôi bọn em rất là kiểu như một người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chị. Có khi bọn em còn được sung sướng hơn là con đẻ của mẹ. Thế nên đâm ra đối với em ý thì là kể cả con ai cũng được. Với những cái mối tình mà em từng trải qua, có những cái mối tình nào mà nó quan trọng đến mức mà em có từng chia sẻ về vấn đề con cái với những người yêu trước đây của em chưa? Có chứ chị, ai em cũng chia sẻ thôi. Thì họ, quan điểm của họ là như thế nào? Có nhiều người thì bảo thôi cứ để từ từ tương lai tính. Bởi vì thực ra là họ biết tính em là rất cố chấp và bảo thủ. Thực ra tình yêu đối với em thì tình yêu đủ nhiều thì em cũng sẵn sàng thôi. Và thật sự chị thì chị nghĩ thế này, tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ quyết định của chúng ta nó đều không có thể nào là mãi mãi. Tại vì thời gian nó thay đổi thì cái quan điểm, cái suy nghĩ của con người nó cũng thay đổi. Chị nói đó là công tâm, chị không đứng về phía ai cả. Bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói như Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như ti. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Và chị đặt những cái mốc. Nhưng mà vì gia đình chị là gia đình người Huế rất là khó. Có nghĩa là chị phải có chồng thì chị mới có con. Chứ nếu chị không lấy được chồng thì chị không có con. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33. Chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi 35 rồi không được, cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội cho nó thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bắt bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng, chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á, nó càng ngày nó càng hết. Hết là vì lý do nó đã quá tuổi. Cái thứ hai nữa là gia đình chị không đồng ý nữa. Quan trọng là tình yêu nó có đủ lớn hay không. Ý em là vẫn muốn sinh con đúng không? Dạ. Tại hiện tại coi như bạn ấy giống như là hiện tại bạn ấy không có một cái người con ở cái bên cạnh. Cái này em hiểu mà. Rồi, để con đi chị hồi nhỏ em chị nghĩ chăm thôi. Hồi nhỏ. Trời ơi, sao chỗ này nó ngược với mình. Chị là thích đẻ, chị cũng thích chăm. Đẻ cực lắm chị. Chị là thấy đẻ rất là dễ, mà chăm con mới là cực. Đẻ đau lắm à. Có gì đâu mà đau. Trời ơi, chị đẻ chồng chị chăm. Nếu bây giờ ai mà lấy chị mà muốn chị đẻ con thì phải làm cam kết với chị. Em đẻ mà anh chăm. Chứ lại thật ra là cô bé này đó là cô đang bị một số những cái sang chấn tâm lý, bị ảnh hưởng từ lúc cô còn trẻ. Gia đình nó có những cái sự kiện khiến cho bây giờ cô có những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên đồng cảm. Và khi cái sự đồng cảm mà chạm được với nhau á, cái tình cảm, tình người nè, tình bạn bè nè, tình yêu nè, khi mà mình chạm được cảm xúc với nhau thì mình muốn cái gì thì cũng được cả. Và đây chương trình Mà Muốn Hẹn Hò với phiên bản Hẹn Ăn Trưa là đang muốn tìm kiếm cho hai bạn một cái cơ hội, tìm kiếm một nửa đích thực. Đây là một cái chương trình rất là nghiêm túc, cho nên khi hai bạn thật sự nghiêm túc với cái quyết định của mình thì mọi thứ đều được giải quyết hết. Bây giờ để cho tiếp tục cho hai bạn có cái cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và cho nó vui, xin mời bóc một lá bài, đọc lớn lên yêu cầu trong này và yêu cầu bạn nam thực hiện. Hãy đặt ra cho bạn trai đối diện 5 câu hỏi nhanh để bạn trai trả lời. Wow. Câu này cũng hại não mình hơn. Làm sao mà đặt ra được 5 câu hỏi nhanh? Anh có thích xem phim không? Không. Rồi xong. Nhanh. Anh thích đọc sách không? Không. Xong. Rồi tiếp xong tiếp dần hai. Tao rất thật thà. Ồ thế anh thích gì? Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cặp đôi này hay. Tiếp. Anh thích đi chơi không? Có. Cái gì tao cũng thích rồi, đừng hỏi thích nữa, hỏi cái khác đi. Tao nói cái gì cũng thích anh rồi. Anh không thích gì trừ việc đọc sách và xem phim. Giả dối. Tôi thấy bạn trai hay hơn bạn rồi đó nha. Rất thẳng thắn, không giả dối, rất kiên định. Bây giờ mới thấy anh kiên định nè. Tính lừa người ta hả? Người ta nói người ta không thích cái gì ngoài hai cái đó, còn hỏi người ta không thích cái gì. Tới phiên em hỏi lại cổ. Bạn hãy thử vài động tác massage cho bạn gái. Ôi chết. Làm gì? Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt bạn trai bạn gái làm hoài vậy? Bạn hãy thử một vài động tác massage cho bạn gái. Vậy là mình lời mà em. Tiến qua bên bạn gái, qua sau lưng bạn ấy, hoặc là trước mặt bạn ấy, massage cho bạn ấy đi. Anh có biết massage không? Thì biết, hồi trước hay bấm huy chân bộ đội, bấm mấy đứa kia bấm cho mấy đứa. Bấm sao cho nó trật. Anh bấm huyệt trên đầu đúng không? Thì bấm trên đầu chứ đâu bấm đầu đâu. Ai biết đâu được đấy ạ. Chứ em muốn bấm đâu. Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Tóc bạc vậy. Tóc bạc. Người ta có tuổi rồi. Coi cái tay bãi kìa, gõ gõ thư giãn dữ. Thôi. Trời ơi, nhanh vậy chưa có phê. Đi với. Chưa, đi qua hụt hẫng quá. Hụt hẫng quá. Không có khi là mình thì hỏi là nhiều chị ạ. Đây nè, anh phải đưa tay lên trên này nè. Vậy hả? Đó. Cái tay của mình á thì cái
khó để quá. Không biết đó, được. Đó, đó, rồi, đó. Đó, được đó. Đâu có đơn giản vậy em. Muốn này người ta chỉ chào hàng thôi. Còn em muốn được thì em phải có cái gì đó rồi người ta mới massage cho em hoài chứ. Không, chị ơi, phải hướng dẫn nhiều chị ạ. Đúng rồi, cái gì này mà... Này nóng nóng lắm chị. Đúng, nóng nóng lắm, ba rồi còn đâu có quen em chứ. Ủa nhưng mà sao một đời vợ rồi mà cũng không vẫn nóng nóng như vậy? Người ta chia tay lâu rồi, ông ơi, 10 năm rồi. Hả? Phí ha. Bởi vì cũng thấy phí ghê luôn á. Giờ làm sao cho nó hết phí đây nè. Thế bây giờ vô nghiêm túc một chút xíu, tôi hỏi về quan hôn nhân gia đình nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử? Đối với em, sống thử là một chuyện bình thường. Chỉ có điều là cái quan niệm của em về việc cam kết khi đã ký giấy kết hôn thì gần như là khi mà đã xác định ký rồi ấy thì chúng ta không được phép buông bỏ. Nếu đã kết hôn thì không được phép buông bỏ. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Từ xưa đến giờ cái suy nghĩ của em là nó rất thoáng, giống như bạn gái nói đó, để cho một cái sự an toàn, nó cảm thấy đến được với nhau thì mình sẽ đăng ký kết hôn, chứ mà đừng có để đổ vỡ. Bây giờ em rất là sợ một lần nữa. Chị Tường cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của hai bạn. Trước mắt thì Tường thấy hai bạn rất là thoải mái để chia sẻ. Đó là cách để chúng ta chọn để chúng ta tiếp cận với mọi người. Thật sự ít phút gặp gỡ ở đây không nhiều để cho các bạn có thể hiểu nhau được hết. Hiểu nhau cần có một thời gian, cần một quá trình. Thế thì bây giờ đến lúc mình phải đưa ra cái quyết định của mình là có hẹn hò với nhau hay không. Nếu bấm nút hẹn hò có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu nhau và trở thành bạn trai bạn gái. Còn nếu chúng ta thấy hoàn toàn vô cảm với người này không thể, dù tôi có tìm hiểu 5 ngày, 3 ngày, 100 ngày cũng không thể, thì chúng ta không nên bấm để dành cơ hội này cho những người khác. Chị Tường cho thêm các bạn mỗi người một cơ hội nói với nhau một câu nữa trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Anh có câu hỏi gì không? Một câu cuối thôi đó nha. Em phải suy nghĩ. Câu này khó nha. Câu này cực kỳ khó luôn ấy. Làm sao có thể trả lời được khi mình ta có thể thích gặp một lần đâu. Đâu phải là thích là cái kia đâu. Thích là nhiều cái sở thích. Giống như thích một cái nét nào đó, thích một cái tính cách, hoặc là thích cái gì. Giống như mình có một cái điểm để bắt đầu lấy cái bàn đạp mình đi lên thôi. Khi em hỏi anh có thích xem phim không, anh bảo không là đã không thích rồi này. Em hỏi tiếp là anh có thích đọc sách không, anh cũng bảo anh không thích đọc sách là cũng hơi mệt rồi đó. Nhưng mà đối với em mà nói thì bao giờ cũng thế, em cũng cho bản thân mình một cơ hội nhiều. Nên hôm nay em chỉ cảm thấy rằng là anh có muốn cái cơ hội đấy nữa không? Những câu hỏi của các bạn đưa ra rất khó trả lời trong cái thời điểm này. Và câu trả lời đó sẽ đưa ra sau cái quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy đưa ra quyết định. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên dành cho ngày hôm nay. Mời hai bạn. Làm như tôi sướng gì. Không ấy, cho cổ hôn em đi. Rồi mời em, nếu em không muốn người ta hôn em. Đó. Sinh ngày 1 tháng 11 1981. Mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. Mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ. Rồi. Chị mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007, kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là... Vâng, ở vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi đó, có vấn đề gì chị cũng ít nói á. Thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á. Rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có mình thì ai cũng có cái ưu điểm, khuyết điểm. Nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa. Thế nên là mình như vậy thôi.
Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á, thì chị Ở thấy anh trong ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? nói chung không có cái sự chia sẻ, Không có sự chia sẻ. mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè, nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán, cũng hơi lệ thuộc vào gia đình, nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy Rồi, thì cũng chỉ có một mình chị. mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi, rất ít chia sẻ, Chị tại này vì là chị nói chị một hai lần không được thành ra đâm là chị cũng không nói, cho nên chị cũng không muốn là mình gây gổ, chứ cha mẹ mà gây gổ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay, chị không muốn con chị nói như vậy. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi, thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc không? Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không, tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản 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 thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không? Cũng có những Chị đến thời điểm bây giờ thì là cần. nhưng mà trước giờ là không 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 hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa à? Tập trung vào làm thôi. Để lo cho con thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi, lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là mình chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán, xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Nhưng là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Chung là tự chủ, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết, là trụ cột. Chủ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 Còn điểm gì nữa đặc biệt hơn nữa, cụ giùm thể hơn nữa? cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập tự chủ bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng đúng không? Thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu à? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Chị có Mà thể đừng có quen gia xa được trưởng không? nha. Chị có thể quen xa được không? Xa thôi. Cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào phù nghĩ là phù hợp với mình?
Tại nhiều khi bọn em không kinh doanh hoặc làm quản lý. kinh doanh hoặc làm quản lý. Dạ. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, Không tính chủ. không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lệ thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đẹp. Đó. Rồi, anh ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Dạ. Đó, bây giờ chị có bất cứ yêu yêu cầu vì đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi. Là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Dạ. Rồi. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai đó không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính Nhưng xác mà ạ. chị cũng nói luôn nha, chị có xăm Dạ. hình À, nha. chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Rồi. Đừng có nghiện, đừng có nghiện. Rồi. Ok. Xăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên, nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ em cảm ơn Rồi, chị đã tìm người phù rồi. hợp chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá. Chị Hồng đang ở quận 7. Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. Là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chuyển cho bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều Nhưng phòng có lắm. nhiều nhiều. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn. Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng khoảng 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm bất sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì phải không? Dễ dễ cảm động lắm. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thôi em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Lúc đó có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm hiện nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một cái quê thôi. Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm bình thường rồi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối
tình. Nhưng mà có mối tình gần đây là em vừa kết hôn rồi, cũng được 6 năm sau đó ly hôn. Ly hôn lâu chưa em? Được một tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại theo chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo. Chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám được chưa? Có khám được, nhưng mà sinh được cũng phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em muốn một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước cũng tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, thì em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè, thì sao? Giờ ví dụ như anh đó, anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn rồi. Bạn có quê đã làm chị? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Dạ, nếu như anh có con thì được. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký là gì? Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó nhận nhiệm vụ nữa. Vì người kia đi đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn.
Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Thì đó, em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác, do em suy nghĩ là mình có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn, chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha, đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Anh làm cái gì em? Cũng xem bất động sản. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em chỉ cần việc này. Có không thích người miền nào không? Yeah. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình tốt. Ok em, rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em.